Cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ Carlson bắt đầu từ lịch sử lập quốc của Nga năm 862, sự hình thành của tên gọi Ukraine cũng như ảnh hưởng của các nước láng giềng tới mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Một trong những sự kiện được nhắc đến xảy ra vào ngày 18 tháng 1 năm 1654. Khi đó, một quyết định mang tính bước ngoặt nhằm thống nhất các vùng lãnh thổ Ukraine ở bờ đông sông Donetsk với Nga đã được đưa ra tại vùng Kiev. Một hội đồng đại diện nhân dân, đứng đầu là Hetman Bogdan Khmelnytsky, đã thề trung thành với Sao Hoàng Alexei Mikhailovich trước sự chứng kiến của các đại sứ Nga. Đây là những bức thư của Bogdan Khmelnytsky, lúc bấy giờ là người kiểm soát quyền lực ở vùng đất Nga mà ngày nay chúng ta gọi là Ukraine. Ông viết thư cho Warsaw yêu cầu đảm bảo quyền của cư dân và sau khi bị từ chối, ông bắt đầu viết thư cho Moscow yêu cầu họ đặt dưới bàn tay mạnh mẽ của Sao Hoàng Moscow. Đây là bản sao của những tài liệu đó. Tôi sẽ để lại cho bạn làm kỷ niệm. Ở đó có bản dịch tiếng Nga, sau đó bạn có thể dịch sang tiếng Anh. Về cuộc xung đột hiện nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022 mà đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến mà Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014. Chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 sau 8 năm Kiev chèn ép người dân Donbass. Nga và Ukraine đã gần chấm dứt tình trạng thù địch trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Tuy nhiên, theo Tổng thống, sau khi Moscow rút quân khỏi khu vực gần thủ đô Ukraine vào mùa xuân năm 2022, Kiev đã từ bỏ mọi biện pháp ngoại giao, nhượng bộ trước áp lực của phương Tây để chiến đấu với Moscow. Tổng thống Putin nói rằng nếu Mỹ muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine thì nên ngừng đưa vũ khí tới Kiev. Nếu làm được như vậy thì xung đột sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Ông ấy thậm chí còn đặt chữ ký sơ bộ của mình vào văn kiện mà tôi đang kể cho bạn nghe. Nhưng sau đó ông ta công khai tuyên bố với cả thế giới. Chúng tôi sẵn sàng ký văn bản này, nhưng ngài Johnson khi đó là Thủ tướng Anh đã đến, can ngăn chúng tôi và nói rằng tốt hơn hết là chiến đấu với Nga. Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ để chúng tôi có thể giành lại những gì đã mất trong cuộc xung đột với Nga. Và chúng tôi đồng ý với đề xuất này. Tổng thống Putin cho biết, Nga kỳ vọng rằng một khi mọi khác biệt về tư tưởng được loại bỏ, cánh cửa hợp tác với phương Tây sẽ mở ra. Nhưng điều này chưa bao giờ thành hiện thực, và Mỹ cùng các vệ tinh của họ ủng hộ chủ nghĩa ly khai và khủng bố ở phía Bắc Cáp-cát vào những năm 1990 bằng cách cung cấp hỗ trợ về chính trị, thông tin, tài chính và quân sự cho quân nổi dậy. Phương Tây cũng dính líu đến cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014. Tổng thống Putin nói rằng ông Zelensky được bầu làm tổng thống một cách hòa bình, nhưng lại liên minh với những người theo chủ nghĩa phát xít mới và những người theo chủ nghĩa dân tộc sau khi nhậm chức. Ông đưa ra hai lý do cho việc này. Thứ nhất, tốt hơn hết là không nên tranh cãi với những người theo chủ nghĩa phát xít mới và những người theo chủ nghĩa dân tộc, bởi vì những đối tượng này rất hung hãn và rất kích động. Họ có thể làm những điều hoàn toàn bất ngờ. Và thứ hai, phương Tây do Mỹ dẫn đầu, ủng hộ bởi các đối tượng trên và sẽ luôn hỗ trợ những ai chống lại Nga. Đi theo họ thì có lợi và an toàn. Vì thế, ông ấy đã giữ lập trường tương tự. Mặc dù đã hứa hẹn với người dân của mình là sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ông ấy đã lừa dối các cử tri của mình. Nga sẽ chỉ tham gia vào một cuộc xung đột quân sự với một quốc gia NATO như Ba Lan hoặc Latvia nếu Nga bị tấn công. Ông tuyên bố, suy đoán rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine hoặc leo thang xung đột chỉ là những câu chuyện kinh dị nhằm moi thêm tiền từ người nộp thuế ở Mỹ và người nộp thuế ở châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga. Người ta cứ luôn hăm dọa, ngày mai Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, ngày mai họ sẽ sử dụng thứ đó, không thì ngày kia. Rồi sao? Đó chỉ đơn giản là câu chuyện khủng khiếp đối với người dân bình thường, nhằm moi thêm tiền từ túi của những người đóng thuế ở Mỹ và những người đóng thuế ở châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga trên chiến trường Ukraine. Mục tiêu là làm nước Nga suy yếu nhiều nhất. NATO đã hứa sẽ không mở rộng lãnh thổ về phía đông, nhưng đã nhanh chóng phá vỡ lời hứa này bằng cách lôi kéo toàn bộ các nước Đông Âu và vùng Baltic. Khối quân sự do Mỹ đứng đầu hiện có ý định lôi kéo cả Ukraine vào. Ông Putin gọi cách tiếp cận của phương Tây với Ukraine là một sai lầm chính trị lớn.
ông Putin đã hỏi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về việc liệu Nga có thể gia nhập NATO hay không. Nhưng ông Clinton nói rằng điều đó là không thể. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo Mỹ đồng ý, điều đó sẽ mở ra một thời kỳ xích lại gần nhau giữa Moscow và liên minh quân sự này. Và hơn nữa, tôi đã nói về điều này một cách công khai. Tôi có thể nhắc lại, tại Điện Kremlin với Tổng thống Bill Clinton sắp mãn nhiệm, ngay ở căn phòng bên cạnh, tôi đã nêu một câu hỏi. Bill, nếu Nga đề nghị gia nhập NATO, ông nghĩ sao? Điều đó có khả thi không? Bất chợt, ông ấy nói, ngài biết đấy, điều này thật thú vị. Tôi nghĩ là có. Rồi một buổi chiều, khi chúng tôi gặp nhau trong bữa tối, ông ấy nói, ngài biết không, tôi đã nói chuyện với người của tôi. Hóa ra không được. Bây giờ chuyện đó là không thể. Bạn có thể hỏi lại ông ấy. Tôi nghĩ Bill cũng sẽ theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng ta và xác nhận điều đó. Khi nhà báo Carlson hỏi ai là người đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc nối Nga và Đức qua biển Baltic, ông Putin ám chỉ Mỹ và các đồng minh của nước này. Bạn biết đấy, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng trong những trường hợp như vậy, người ta luôn nói, hãy tìm xem ai muốn. Nhưng trong trường hợp này, không chỉ cần tìm người muốn, mà còn phải tìm người có thể làm được việc đó. Bởi có thể là người muốn thì nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể lặn xuống đáy biển Baltic và thực hiện vụ nổ. Hai thành tố này cần kết nối, ai muốn và ai có thể. Không giống với Mỹ, Nga không sợ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Putin đáp lại ý kiến của nhà báo Carlson rằng BRICS có nguy cơ bị nền kinh tế Trung Quốc thống trị hoàn toàn là một câu chuyện ngớ ngẩn. Phương Tây sợ một Trung Quốc hùng mạnh hơn là một nước Nga hùng mạnh, bởi vì ở Nga có 150 triệu người, còn Trung Quốc có 1 tỷ rưỡi dân, và nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhảy vọt hơn 5% một năm. Trước đây, thậm chí còn cao hơn. Nhưng như vậy là đủ đối với Trung Quốc. Như Bismarck từng nói, điều quan trọng nhất là tiềm năng. Tiềm năng của Trung Quốc là rất to lớn, là nền kinh tế lớn thứ nhất trên thế giới hiện nay, xét về sức mua tương đương và quy mô kinh tế. Trung Quốc đã vượt mặt Mỹ khá lâu và tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh. Theo ông Putin, chính sách đối ngoại của Bắc Kinh là nhằm mục đích tìm kiếm sự thỏa hiệp chứ không phải gây hấn. Ông cũng nói thêm rằng Nga đã đạt kim ngạch thương mại cân bằng với Trung Quốc. Ông Putin cho rằng không ai có thể ngăn cản tỷ phú Elon Musk, người đang thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, bao gồm cả việc cấy chip thần kinh vào não người, đồng thời cho biết thêm rằng cần phải đạt được các thỏa thuận và quy định về công nghệ này. Tổng thống so sánh những thành tựu gần đây về trí tuệ nhân tạo và di truyền học với sự phát triển vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 20, giải thích rằng khi các quốc gia trên thế giới bắt đầu nhận thấy mối nguy hiểm, họ đã ký kết các thỏa thuận để điều tiết công nghệ mới. Ở phương Tây, nhiều người không đồng tình về việc nhà báo Mỹ Carlson thực hiện cuộc phỏng vấn này để Tổng thống Nga Putin có cơ hội được nói lên ý kiến của ông với khán giả Mỹ. Thực ra ông Carlson làm việc này cũng là phục vụ khán giả của ông. Nhiều người Mỹ muốn được nghe Tổng thống Putin nêu quan điểm của ông một cách trực tiếp, không bị dẫn dắt hay xuyên tạc. Trên tài khoản X của nhà báo Mỹ, cuộc phỏng vấn đã nhận được hơn 60 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ đồng hồ. Theo hãng thông tấn xã TASS, trích dẫn nguồn dữ liệu từ Brand Analytics, Tổng thống Putin và nhà báo Carlson đã trở thành những người dẫn đầu về lượt truy cập trên mạng xã hội. Tạp chí Rolling Stone viết rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn kiểm soát cuộc trò chuyện và dễ dàng chiếm ưu thế trước một trong những nhà báo nổi tiếng nhất thế giới. Trên mạng xã hội nước ngoài, người dùng để lại những hàng nghìn bài viết khen ngợi. Còn ở Nga, cuộc phỏng vấn được đón nhận một cách hân hoan. Người Nga rất quan tâm đến cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người dẫn chương trình Tucker Carlson trên kênh Tucker Carlson Network của ông. Cuộc phỏng vấn được phát hành vào đêm khuya lúc 2 giờ sáng theo giờ Moscow, nhưng hầu hết mọi người đều biết về cuộc phỏng vấn và một số thậm chí còn cho biết họ đã xem toàn bộ cuộc phỏng vấn. Tổng thống Vladimirovich Putin đã trả lời một cách trung thực và thẳng thắn. Tôi không biết các câu hỏi đó đúng đến mức nào. Tôi không có quyền phán xét. Cuộc phỏng vấn đã trở thành tin tức hàng đầu trên các kênh truyền hình lớn nhất của Nga và được đưa tin rộng rãi. Một trong những kênh thậm chí còn đặt đồng hồ đếm ngược cho đến khi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga nói chuyện với một cơ quan truyền thông Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Sự quan tâm lớn đến khó tin, chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê của các bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter thì biết, video đã có 54 triệu lượt xem chỉ sau 6 giờ, chưa kể lượng khán giả đã xem cuộc phỏng vấn trên trang web của nhà báo. Sự quan tâm như vậy cũng dễ giải thích, đó là cơ hội tìm hiểu sự thật, phá vỡ dòng chảy dối trá và phong tỏa thông tin ở phương Tây. Điện Kremlin cho biết, ông Putin đồng ý trả lời phỏng vấn Carlson vì cách tiếp cận của cựu người dẫn chương trình Fox News khác với cách đưa tin một chiều về xung đột Ukraine của nhiều hãng tin phương Tây. Nhà báo nổi tiếng người Nga Dmitry Kiselyov đã gửi yêu cầu tới Nhà Trắng để phỏng vấn Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông lập luận rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu một tấm gương xứng đáng khi phát biểu với khán giả Mỹ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Trong một bức thư ngày 15 tháng 2, gửi thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, nhà báo Kiselyov nói rằng người Nga sẽ đánh giá cao cơ hội được nghe quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cách ổn định tình hình quốc tế, khôi phục lòng tin và đổi mới hợp tác giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh khủng hoảng trong quan hệ giữa hai cường quốc. Chắc chắn, đông đảo khán giả thế giới mong được theo dõi một cuộc phỏng vấn thẳng thắn tương tự từ phía Tổng thống Mỹ. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.